Thưa quý vị, đột quỵ xảy ra ở những người dưới 45 tuổi được gọi là đột quỵ ở người trẻ. Thói quen uống rượu bia, hút thuốc lá, ăn nhiều thực phẩm chiên rán, lười vận động hiện làm gia tăng đột quỵ ở người trẻ tuổi. Thống kê của Bộ Y tế cho thấy tại Việt Nam có khoảng 200.000 người mắc bệnh đột quỵ hàng năm. Điều đáng lo ngại là bên cạnh bệnh không lây nhiễm, những người mắc bệnh đột quỵ đang gia tăng lên một cách nhanh chóng, trong đó 1/3 số trường hợp mắc bệnh đột quỵ là ở những người trẻ tuổi từ 40 đến 45 tuổi. Tỷ lệ đột quỵ tăng lên ở người trẻ Ngoài do dị dạng mạch máu bẩm sinh thì còn do thay đổi lối sống không tốt. Vì thế, chuyên gia khuyên người dân cần giữ chế độ sinh hoạt điều độ, ăn uống khoa học, rèn luyện cơ thể đều đặn. Với bệnh đột quỵ, việc đưa người bệnh đến sớm đóng vai trò rất quan trọng trong việc điều trị được hay không. 6 giờ đầu tiên từ khi khởi phát triệu chứng là thời gian vô cùng quý báu để chữa và phục hồi chức năng tốt nhất. Vì thế, cần đưa người bệnh đến các cơ sở y tế có khả năng xử lý được càng sớm càng tốt người dân cần nhận biết được những dấu hiệu đầu tiên cảnh báo đột quỵ vận chuyển người bệnh an toàn và nhanh nhất đến cơ sở điều trị chuyên khoa